Dạ, Hưu Bực Võ xin kính chào quý đồng hương và hôm nay rất là hân hạnh được trở lại với Làn sóng BYN. Và hôm nay chương trình là một cái chương trình rất là đặc biệt và hôm nay Hưu Bực Võ cũng được sự vinh dự và hân hạnh được giáo sư Nguyễn Tiến Hưng à, từ Virginia cũng đã xuống à, tại thành phố Houston của chúng ta để ra mắt quyển sách Khi đồng minh nhảy vào. Thì dạ à, và thưa à, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng thì... À, Ai cũng biết là giáo sư Nguyễn Tiến Hưng giảng dạy môn kinh tế tại các đại học Hoa Kỳ từ năm 1963 và là kinh tế gia cho quỹ tiền tệ quốc tế IMF từ năm 1966 tới năm 1970. À, ông cũng là phụ tá của tổng thống về tái thiết năm 1973 và là cũng tổng trưởng kế hoạch phát triển năm 1973 tới năm 1975. Và giáo sư Nguyễn Tiến Hưng à, có dịp à, tới thành phố Houston yêu thương của chúng ta để mà ra mắt cái quyển sách khi đồng minh nhảy vào và thưa quý đồng hương sẽ được tổ chức tại nhà hàng trung tâm Phoenix Event Center vào ngày 12 tây chủ nhật 12 tây tháng 6 lúc 1 giờ trưa và thưa quý đồng hương thì trong cái quyển sách này giáo sư cũng là tác giả của những nhiều cái quyển sách trước đây là quyển sách thứ tư mà giáo sư đã đã ra và cái quyển sách trước quyển sách này là khi đồng minh tháo chạy và hôm nay trong cái mùa hè này vào ngày 12 tháng 6 một lần nữa lúc 1 giờ trưa tại trung tâm Phoenix Center thì à, giáo sư à, Nguyễn Tấn Hưng sẽ ra mắt khi đồng minh nhảy vào và trong cuốn sách đó thì dạ thưa giáo sư rất là có nhiều phần khác nhau dạ thưa giáo sư nhưng mà hôm nay chúng ta đề cập tới một cái phần mà rất là sôi động nhất mà có được nhiều sự mà bàn tán và nghĩ ngợi của đồng hương Việt Nam của chúng ta là nói về Biển Đông, Trường Sa và Hoàng Sa thì trong cái phần của quyển sách đó và thưa gi giáo sư thì có phần cập nhật của cuốn sách khi đồng minh tháo chạy thì trong phần này giáo sư có nói về Trung Cộng đã lật ngược thế cờ từ hòa quản cộng tác với Hoa Kỳ tới đối địch và công kích thì cái chiến lược của họ như sao và thưa xin giáo sư cho cho biết thêm vâng xin kính chào anh dân biểu Hubert Võ và kính chào khí khán thính giả của đài BYN cũng là một cái vinh dự và một cái niềm vui cho chúng tôi lại được trở lại Houston để gặp quý đồng hương lần thứ ba đấy dạ thưa vâng thì thì anh Huy Bật võ vừa mới nói bảo là hôm nay chúng ta nói đến cái chuyện tình hình biển Đông tình hình biển Đông bởi vì nó quá năng động nó quá sôi động cái cái cuốn sách này viết đặc biệt là về khi đồng minh nhảy vào đấy tức là từ thời điểm một chín trăm bốn mươi cho đến sáu mươi từ thời vua Bảo Đại cho đến Ngô Đình Diệm vân vân nhưng mà chúng tôi có thêm cái phần mà cập nhật cuốn khi Đồng Minh tháo chạy thì thưa anh cái cái cái, cái điểm chính ấy là khi Đồng Minh tháo chạy đấy thì Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger đã nghĩ đến một cái chiến lược mới tức là đổi thù thành bạn tức là biến Trung Trung cộng Trung Quốc thành người đồng phường thành một uh, người cộng tác viên về thế năm 1969 đến 72 đó và cuối cùng là năm 73 đã ký cái hiệp định Paris để mà ra khỏi Việt Nam để mà uh, đeo đuổi con đường uh, mở cửa Bắc Kinh đóng cửa Sài Gòn thì chúng tôi có viết uh, uh, hai ba chương ở trong cái cuốn uh, tâm tư tổng thống thiệu ấy, tức là uh, bắt được tay ông Mao buông ngay tay ông thiệu ấy thì tưởng là Trung Quốc trở thành đồng minh và là người đồng đồng hành đồng phương nhưng mà nó ngược lại là đã để cho Trung Quốc 40 năm trời là được bình yên phát triển rồi ông Kissinger lại tiếp uh, cung ứng cho Trung Quốc rất nhiều những cái yếu tố thành công như là tiền bạc, đầu tư, trade, kỹ thuật, nhất là kỹ thuật, kỹ thuật quân sự, kỹ dạ, thuật có một dân thời sự. gian thì tất Vẫn, cả những hãng đều đem mang qua về hết Trung Quốc đem, để, để Trung để sản Quốc sản xuất, hết. Dạ. Đấy thành thử ra là như vậy là là, là là cho là cái thắng toàn thắng về về mặt của ngoại giao đấy không ngờ là ông ấy đã dùng bốn năm trời âm thầm phát triển vào ôm nước Mỹ cho thật chặt bây giờ đến cái 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 điểm mà, mà thời điểm mà ông ấy đã lật ngược thế cờ là vì ngày xưa đó lật ngược thế cờ là như thế nào lật ngược thế cờ đó là ngày xưa Nixon với Kissinger gọi là playing the China card dùng con bài Á à, dùng con bài Trung cộng Trung Quốc để mà cân bằng với lại Liên Xô. Đó. Thì bây giờ ông Trung Quốc ông lật ngược thế bài, ông dùng Liên Xô, dùng Nga Xô để cân bằng ông Mỹ. Đó, thành thứ ra bây giờ cái trục Liên minh à, Trung Quốc và Nga Xô rất là mạnh và thế giới đang là rất là lo lắng vì nó phát triển rất mạnh chẳng hạn như hai năm vừa qua thì là ông Tập cận bình đã đi Bắc Kinh mỗi năm năm lần thì hôm sáng hôm nay tôi mở internet ra thì bây giờ Bắc Kinh lại đang à, à, Kremlin lại đang quảng cáo cái chuyến gặp của hai lãnh đạo mới và sẽ đi bắt đầu một cái chương mới trong cái sự liên hiệp giữa hai nước đấy thì là bây giờ ông ông cái lật ngược thế cờ là như vậy thưa anh Dạ, yeah. dạ yeah, yeah, thưa giáo sư thì có dư luận uh của uh, bên ngoài thì nói rằng uh, của thế giới cho rằng là Trung cộng là sẽ là một cái cường quốc uh, sẽ uh, thay thế Mỹ trong đó thì theo cái lối nhìn của giáo sư và thưa giáo sư cái chuyện đó có thể xảy ra hay không và có cách nào và để lật ngược lại cái 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 thế cờ đó và Mỹ cái thế đứng của Mỹ nó có phải là bị hẳn hồi là mất luôn cái thế đứng trong cái uh, À, thế, thế trong cái quốc tế hay không nhỉ? vâng thưa anh uh, Hubert võ uh, thưa quý khán thính giả của đài uh, BYN, đấy là một câu hỏi rất là uh, lớn của lịch sử, tức là bây giờ đó thì Trung Quốc, uh, chúng tôi cũng vẫn nghi rằng ông ấy nghĩa là lúc nào cũng coi Mỹ như là ông Mập Trạch đông, ông ấy nói đó là là uh, mà Mỹ là con cọp giấy, Mỹ là cái kẻ thù hung ác mạnh mẽ nhất của nhân loại từ xưa đến giờ thế mà năm 72 73 đã trở thành ra đồng minh của của Mỹ thì Trung Quốc đã chờ đến có một cái thời điểm gọi là chúng tôi nói là thiên thời địa lợi nhân hòa thì thưa anh bây giờ nếu mà vào ba cái điểm đó thì nó hơi lâu chúng tôi sẽ hy vọng uh, nếu có thì giờ thì sẽ chia sẻ với quý đồng hương uh, cái ngày 12 tháng sáu tới này chủ nhật hồi một giờ khi mà ra mắt thì sẽ nói qua đến cái cái thời điểm mà ông Trung Quốc có cái ông ấy ông ấy đối địch với Mỹ lại là vì ông đã có cái thời điểm gọi là thiên thời địa lợi và nhân hòa đấy thì bây giờ nó mới ra một cái cuốn sách nói rằng thì là Trung Quốc đã có một cái cái cuốn sách tác giả là Williams mà nếu mà đồng hương vào Google mà đánh rớt Year Marathon một cuộc chạy đua một trăm năm thì một cái chuyên gia về Trung Quốc lâu đời mới viết một cuốn sách rất là nổi tiếng là cuộc chạy đua 100 năm. 100 năm là như thế nào? 100 năm đó là Trung Quốc chiếm uh, Mao Trạch Đông chiếm chọn lục địa Trung Quốc vào tháng 10 năm 49 là 1949. Thì bây giờ đó, 100 năm tức là 2049 là Trung Quốc đã có cái 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 mục tiêu là thay đổi Hoa Kỳ thành ra cường quốc số 1 của thế giới đó thành thứ ra cái bước đầu tiên đó là phải làm cường quốc số 1 của á châu thái bình dương đó thì thành thứ bây giờ mới cắt nghĩa là mọi chuyện là vì trung quốc nghĩ rằng cái bước đầu tiên là phải phát triển hải quân cho thật mạnh và làm một cái vạn lũy trường thành ở trên biển đó tức là xây đảo rip nó cắt nghĩa hết từ hoàng sa cho đến các cái đảo bây giờ đó là một cái nối liền lại và có các cái chiến hạm đi nối lại thì nó thành ra một cái 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 vạn lũy trường thành ở trên biển thì đó là cái bước đầu đó, thì để mà thay Mỹ đó, rồi cái thứ hai nữa thì sẽ đánh sau cái vụ thì bây giờ còn 13 năm nữa thì mới đến 2049 thì trong cái 13 năm tới này sẽ sẽ nó gọi là project cái power phóng cái sức mạnh sang bên Ấn Độ Dương rồi đến Arabian Dương rồi đến Âu Châu thưa anh dạ, thì là, là, họ họ dạ, bong là 2049 dạ. thì sẽ thay Mỹ làm cường quốc số 1 của trên thế giới, dạ đó thưa Đó là cái mục thì, tiêu của của Trung cộng. Và dạ thì Mỹ đã bị uh, ru ngủ trong 40 năm vừa qua <laughs> đó. và đó đã bị uh, trúng vô cái, cái cái ván bài của Trung cộng là uh, đã dùng cái nước Mỹ để mà phát triển kinh tế cho Trung Quốc. Và. Thì họ đã lớn mạnh thì bây giờ họ đã muốn lật ngược cái thế cờ trở lại uh, bằng cách uh, bắt đầu như giáo sư đã giải nghĩa là bắt đầu bành trướng cái thế lực của họ vào à, biển uh, Pacific Ocean và cũng như làm cái vạn lý trường thành ngoài biển để mà ngăn chặn ngăn chặn cái bước tiến của, của Mỹ, Mỹ có thể dạ. tiến vô trong uh, khối Á châu phải không uh, giáo sư. của Mỹ và đồng minh của Mỹ là Nhật và Úc các thứ vân vân Korea các thứ. đây dạ. tức là chặn lại xong rồi thì là mới bọc sang Ấn Độ Dương. Đây. Dạ thưa, còn cái uh, chính sách mà trong cuốn sách của giáo sư cũng đề cập tới chính sách mà à, xoay trụ của xây trục của, trục của à. nước mỹ thì cái chính sách đó mỹ sẽ áp dụng như thế nào có có thể là có thành công hay không Và thưa giáo sư thì hiện bây giờ thì chúng ta biết đó là cái sự bành trướng của trung quốc ra ngoài biển khơi rất là nhiều họ có những hòn đảo nhân tạo vân vân và vân vân họ đã kéo dài ra à, à, rất là nhiều và họ muốn Đặt cái chiếm là hải phận và cũng như là không phận và họ sẽ bành trướng và nói đây là không phận của họ, đây là hải phận của họ, không có được nước nào xâm vào hết thì nghĩ rằng chúng nước Mỹ có thể mà xoay xoay ngược cái cờ mà xoay trục lại hay không dạ, thưa giáo sư. Vâng, thưa anh Hubert Võ anh vừa mới nói tới những cái điểm là, là rất là xác đáng, tức là Mỹ đó đang bây giờ thì mới thấy nguy hiểm là xoay trục về Á Đông và bắt đầu từ năm 2011 thưa quý đồng hương. Tại vì trước đó đó thì nghĩa là cũng thấy là Mỹ thấy là Trung Quốc quậy thôi, nghĩa là cũng không nguy hiểm gì lắm. Đấy, kể cả cho đến lúc mà nó chiếm Hoàng Sa thì Mỹ cũng nói là mấy cái đảo thế này kia thì cũng như cũng chưa quan trọng. Nhưng mà hai từ hai năm nay đó thì từ năm 2000 cuối năm 2014 cho đến bây giờ tức là hơn 2 năm đó thì Mỹ đã thấy rõ ràng là cái sự nguy hiểm quá rồi. Tại vì bây giờ không phải là chỉ chiếm Hoàng Sa không rồi thì là nối Hoàng Sa với lại Hải Nam rồi xong rồi có các cái chiến hạm nối xuống cái đảo hai cái đảo rip với là Johnson rất mới xây ở dưới này tức là quân sự hóa các cái đảo nó là một cái chiến thuật uh, vạn, vạn lý trường thành ở trên biển đấy thì bây giờ ông Mỹ với 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 không phải là giật mình nhưng mà thấy rõ cái, cái con đường đó thì không có cách nào khác bằng cách can thiệp vì thấy chúng ta thấy rằng tất cả những cái hành động của Mỹ từ 18 tháng này là nó rất mạnh chứ còn trước thì chỉ hô hào các bên giải hòa với nhau đàm phán trong hòa bình bây giờ vẫn phải nói như vậy tại vì sắp tuyển cử rồi không ai mà mang cái biện tượng chiến tranh ra để cái năm tuyển chức cái năm tuyển cử là cái năm nó có nhiều sự lạ lùng ở trên cái nước Mỹ này thì thưa anh bây giờ đó thì là Mỹ đã làm cái chính sách xoay trục thì tôi chỉ tóm tắt là ba điểm điểm thứ nhất đấy là về quân sự thì như chúng ta thấy đó độ hơn một năm nay thì là các cái chiến hạm của mỹ đã vào và đi rất gần những các cái đảo của, của trung quốc và có một điều đồng hương biết biết là cái đệ tam hạm đội đó chứ không phải đệ thất đệ thất hạm đội thì vẫn ở thái bình dương cái hạm đội thứ ba đó ở bên Arabian với lại ở bên trung đông với lại ở bên âu châu đó là mạnh nhất thế giới chứ không phải là cái hạm đội thứ ba đó bây giờ đã có mặt ở a châu thái bình dương đó, đó là về quân sự và họ là nghĩ phối rằng hợp với lại hạm đội thứ bảy hạm đội thứ bảy và hạm đội, hàm đội không hạm đội thứ bảy và Honolulu là là là, là trung gọi là 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 headquarters của hay của vâng của oh, Pacific, dạ. Pacific Ocean đấy với lại Okinawa bên đệt thành thử ra bây giờ cái sức mạnh của Mỹ ở Á Châu rất là mạnh yeah. đó thì chúng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó thì hôm qua chúng tôi cũng có xem TV thì thấy <laughs> hình như là, là là có một thuyết trình viên đấy để để, để, um, để sẽ nói về cái vấn đề mà sức mạnh của Mỹ cũng khó mà 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 tiêu được. Nhưng mà cái mà chúng tôi nó muốn nói đấy là cái điểm thứ hai, tức là Mỹ ngoài cái chuyện quân sự ra lại còn cái chuyện chính trị và ngoại giao. Đó, tức là Mỹ bây giờ đó sau 40 năm có thể nói là quay lưng về Thái Bình Dương. mà nhìn sang Âu Châu rồi thì sang Trung Đông bây giờ mới mới thấy là Á, Á, Á Châu là quan trọng nhất. Là vì cái 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 về cái cái frontier đấy, um, cái biên, giới. Uh, biên giới ngoài hải phận biên giới hải phận của Mỹ là Thái Bình Dương tức yeah. là Mỹ là một Asian power, Pacific power thành thử ra bây giờ là phải làm những cái cái biện pháp về ngoại giao và và đặc biệt đấy là bây giờ đi nối kết với các đồng minh đó yeah. chứ còn trước thì không có bây giờ thì như là anh Hubert thấy và quý thính quý thính giả biết đấy, thì là trong hai ba năm nay là với có những cái sự vận động rất mạnh với các nước á châu. Đấy chẳng hạn như là ông tổng thống Obama bây giờ đây hiện dạ. thời đang đi đây đi thăm thăm Việt Nam rồi lại dạ. đi thăm cái 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 chục G7 đấy. Dạ. G7 cũng là nhưng nhưng mà có cái tin tức thế giới cho biết rằng và cái này cũng rất là công khai không có dấu thì biết rằng Trung Cộng đã mua uh, vũ khí ở Nga xô và có được những cái dàn mà uh, phòng không? bắn máy bay rất là à, mới của nga yeah. đã trung cộng đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mua bốn dàn phòng không đó đặt ở ngoài khơi và cái lý luận cho rằng là trung cộng đã có những cái station à, đứng yên và đã đặt cái thế thủ rất là mạnh để chống lại cái sự mà đàn áp của thế giới bên ngoài thì người ta cho rằng à, mỹ thì bên kia đại dương chỉ có mấy tàu đi tới đi lui nhưng mà không có một cái thực lực gì thật sự tại trong cái khu vực đó thành ra liệu Mỹ có 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 thể làm áp lực gì được hay là chống chọi lại cái sự bành trướng của Trung Quốc hay không dạ thưa giáo sư vâng thưa anh chúng tôi có hai trường viết về cái đầu đề mà anh vừa mới nói đấy liệu Trung Quốc nghĩa là đại khái liệu Trung Quốc có dám đối địch với Mỹ chưa thì chúng tôi sẽ có dịp bình luận nhưng mà đại khái cái câu hỏi, cái câu trả lời là chưa. Tôi nói khẳng định như vậy chúng ta không có thì yeah. giờ để đi sâu vào. Yeah, nhưng know. mà thưa anh, cái chuyện mà ông Trung Quốc ông la lối om sòm thôi. Nhưng mà có một cái chuyện đấy mà đồng hương cũng ít để ý đó là cái chuyện mà có tiền bạc đi mua tàu bay, đi mua tiềm thủy đĩnh đi mua các thứ phòng không là một chuyện còn sử dụng cái đó là khác cái con người nó khác một cái người lính Mỹ với người lính Trung Quốc thì không thể nào mà so sánh với nhau được. Dạ, thưa Đúng anh. Đấy dạ. và đặc biệt là cái kinh nghiệm đấy, cái kinh nghiệm từ ông bảy chục năm nay là ông Mỹ ông liên tục ông cái chiến đấu chứ còn bảy chục năm nay à, từ năm 1953 và sau cái chiến tranh triều tiên đến giờ là ông Trung lính Trung Quốc là nghỉ ngơi không có không có đánh đấm gì chỉ có 79 chín là sang đánh Việt Nam chút đỉnh vỡ vẩn vậy thôi thưa yeah. anh thì thử ra là tôi thấy còn xa nhau lắm yeah. nhưng mà ông Trung Quốc thì lúc nào cũng vì thế ông ấy liên liên đới với lại bên Liên Xô để anh yeah. làm một cái trục thôi với lại giáo sư cũng biết là trong cái thời gian rất là ngắn vừa qua tổng thống Obama trong cái chuyến đi của thăm các nước à, á châu thì cái nước đầu tiên mà tổng thống obama đã tới là nước việt nam à, là một cái sự ngạc nhiên là à, tổng thống obama tới nước việt nam và không đặt điều kiện về nhân quyền hay gì nói là chúng tôi sẵn sàng bán vũ khí cho nước việt nam cái chuyện rất là bất ngờ như vậy là cái sự liên hệ cái sự liên lạc giữa việt nam và mỹ thời nay đối với cái sự mà liên hệ của nước Mỹ với nước Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa nó 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 khác nhau như thế nào và thưa giáo sư vâng thưa anh Hubert đó là một câu hỏi rất là quan trọng và nó rất là hợp thời bây giờ chúng tôi nghĩ rằng như thế này là trong cái chính sách xoay trục về Á Châu đó dạ. thì là Mỹ quyết định là sẽ trở lại Á Châu chứ không thì là trong vòng 5 năm nữa thì là, thì thì là mất luôn Á Châu ấy thì Mỹ vì thế chúng tôi nói rằng thì là Mỹ ra rồi Mỹ lại vào thưa anh đó là cái đầu đề chúng tôi sẽ trình bày với lại quý đồng hương cho ngày 12 tháng 1 nhưng mà cái chuyện mà Mỹ vào lần này đó là Mỹ trở về là trở về với Á Châu Thái Bình Dương chứ không phải là vào Việt Nam như cái kiểu ngày xưa hai cái hoàn cảnh thưa anh khác hẳn nhau nhưng mà khi mà Mỹ trở về Á Châu Thái Bình Dương ấy, thì cái vai trò của Việt Nam lúc nào cũng là quan trọng trong chiến lược của Mỹ như cái cuốn khi đồng minh nhảy vào đấy nó bắt đầu từ năm 1950 đó tức là tổng tham mưu Hoa Kỳ đã xác định Việt Nam là cái con chốt là cái chỗ quan trọng nhất đó thì bây giờ cái chiến dịch mới cũng là như vậy thôi nhưng mà cái mà tôi nghĩ là ông, ông Obama ông đi kỳ này đó thì là ai nói gì vũ khí vũ khí này cũng không quan trọng đâu cái chính mà tôi suy nghĩ đó là cái Cam Ranh thôi thưa thì anh. Đúng, cái Tại căn cứ. vì và và cái căn cứ đó thì nếu mà chúng ta đi sâu vào mà chúng tôi đã có cái dịp đi thật sâu nhưng mà kể cả là bộ kế hoạch cũng đã bỏ ra 200.000 đô la mà làm một cái feasibility study biến đổi một phần của Cam Ranh thì thành ra tí... thành ra hồng Kông nhỏ, thưa anh thì cái chuyện đó cái cái hải cảng nó kinh lắm, vào sát chỗ mà nông nhất cũng 15 thước, tàu to mấy cũng vào được mà êm đi vào qua cái cửa đó thì lại êm ả như là Nhật Nga chiến kỷ vậy Tàu Nga vào cái là ông Nhật ông đón ở ngoài ông bắn chìm hết Thành ra cái điều kiện tiên quyết mà Tổng thống Obama đặt cho nước Việt Nam trước khi mà tới nói chuyện với nước Việt Nam là phải nhường cái cam ranh bê Không thưa anh nước cũng nước không có bây giờ Mỹ cũng không ở cái thế mà bắt Việt Nam làm cái này làm cái kia được Tại vì ngày xưa là khác thưa anh hai hoàn cảnh Ngày xưa đó là Việt Nam Cộng hòa của mình đó là tùy thuộc vào ông Mỹ hầu như hoàn toàn thưa anh từ kinh tế cho đến quân sự thì ông Mỹ thì lúc bây giờ lại, lại có cái, cái chiến lược khác tức là vào mà 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 đem quân sự vào rồi trực tiếp nghĩa là ảnh hưởng đến chính trị miền Nam à, chứ còn bây giờ thì có lẽ chỉ là vào như là một đối tác thôi anh tức là ừ. uh, bây giờ là comprehensive partnership đấy tức là đối tác toàn diện yeah. và tôi nghĩ rằng trong một hai năm tới thì sẽ nói đến cái gọi là 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 strategic uh, partnership là, là đối tác về, về chiến lược yeah. thì nghĩa là cái quyền lợi chung với nhau và tức là cái, cái 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 chuyến vào lần này là mục tiêu thì giống nhau tức là chiến lược đấy tức là trận cái ông Trung Quốc lại <laughs> thì cũng y như ngày xưa thôi con tên Mân Theory ngày xưa trận Trung Quốc rồi ông Nixon bắt tay được thì thấy Trung Quốc vui vẻ không có vấn đề gì thì thì buông ra bây giờ thấy nguy hiểm quá nó cầm gươm rồi thì lại phải quay vào thì nhưng mà Việt Nam vẫn là cái địa điểm quan trọng mà vào cái này thì khác tức là Mỹ sẽ vào bằng cái cách ngoại giao và bằng phương diện kinh tế đặc biệt là TPP đấy yeah. tức là cái đó là nó nó rộng rãi lắm và trong cái đó đó mà Việt Nam đã chấp nhận những cái điều kiện ở trong TPP tức là sẽ thay đổi tự do hóa nền kinh tế và cho nghiệp đoàn uh, vâng cho nghiệp đoàn và quyền của người lao động v vân vân thì nó cũng tất cả nó cũng đi vào cái hướng gọi là nhân quyền thì tôi nghĩ rằng chứ ông Obama bây giờ nước Mỹ không bao giờ nghĩ rằng sẽ vào để mà áp đặt áp đặt những cái điều kiện của mình như ngày xưa đã áp đặt tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng hạn đó thưa anh hay là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó thì nó khác hẳn hai hoàn cảnh khác hẳn nhau. Và có một câu hỏi nữa và nó đi đấy, người ta bảo là thế bây giờ thì mấy ông Việt Nam này bảo là ờ à, thì ông vào rồi ông lại bỏ tôi như là <laughs> ông bỏ Việt Nam thì sao dạ, thì thưa anh thì tôi nghĩ dạ, là dạ, dạ thưa dạ thưa xin uh, giáo sư uh, tại vì thời gian cũng uh, đã vâng, sắp vâng. hết thì cái đó thì uh, uh, xin mời tất cả quý đồng hương tới uh, nghe ra buổi uh, mắt sách tại nhà hàng Phoenix vào ngày 12 tây tháng sáu ngày chủ nhật mà hai tay tháng sáu lúc 1 giờ trưa thì giáo sư à, sẽ có mặt đó để mà trò chuyện cùng với à, tất cả quý đồng, đồng hương và cái chương trình ngày hôm đó dạ thưa là ra như thế nào mình bắt đầu một giờ rồi giáo dạ, sư vâng. cái chương trình như sao dạ, dạ, xin vâng. giáo sư cho đồng hương biết. Dạ. dạ vâng thưa mời quý đồng hương tới từ lúc 1 giờ thì, thì sẽ tiếp tục trong hai ba giờ gì đó vâng thì sẽ chúng tôi sẽ có dịp uh, để chia sẻ và trình bày với lại quý đồng hương những cái điểm gọi là chiến lược, vâng tóm tắt lại những cái chiến lược của Hoa Kỳ. Tại vì cái cuốn sách này đã nói giới hạn lại là cái liên lạc Việt Mỹ, chứ còn thì về cái chuyện nội bộ của Việt Nam cộng hòa thì chúng tôi cũng không biết nhiều. thì rất nhiều quý vị và các tác giả nổi danh đã viết về tổng thống Diệm vân vân. nhưng mà chúng tôi sẽ xin trình bày về về những cái gì mà chúng tôi đã nghiên cứu được trong 35 năm qua, đặc biệt là có một cái hồ sơ 7.000 trang hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng mà mới được giải mật tháng 6 năm 2011, thưa quý đồng hương. Thì chúng tôi đã dùng cái đó để mà tiếp tục viết cái cuốn sách khi đồng minh nhảy vào. Dạ, thưa cảm ơn giáo sư Nguyễn Tư Hưng. Và một lần nữa, Hiệu Bộ Võ xin cảm ơn tất cả quý đồng hương đã theo dõi suốt à, trong hơn 20 phút vừa qua. Nhưng vì thời gian có hạn nên Hiệu Bộ Võ xin mời tất cả, Quý hội đoàn, quân đội, dân sự, đảng phái chính trị, à, truyền thông, truyền thanh, báo chí và thân hào nhân sĩ xin mời tất cả quý vị tới hỗ trợ à, về quyển sách của giáo sư Nguyễn Thế Hưng sẽ ra mắt vào ngày 12 tới tháng 6 lúc 1 giờ trưa tại Phoenix Event. À, và giáo sư sẽ có được nhiều thời gian để mà trò chuyện và giảng nghĩa thêm những cái bí ẩn mà Bộ Quốc phòng đã mới đưa ra à, trong năm 2011. Và cũng xin cảm ơn à, sự hỗ trợ của tất cả quý đồng hương. Và xin mời giáo sư Nguyễn Tấn Hưng gửi lời yeah, trả lời vâng. đồng hương. Vâng, xin cảm ơn anh Hubert Võ, xin cảm ơn quý khán thính giả của đài BYN TV.